Chị em thù hận. Tác giả Janet Daly. Dịch giả Văn Hòa. Tập 12. Abby ôm chặt cổ ngựa, cố giữ cho khỏi ngã nhào và đụng vào bọt mép ướt và sền sệt của con ngựa. Đến đó, nàng mới nhận thức được hành động của nàng. Nàng gò cương và từ từ thắng ngựa đã bở hơi, cho nó chạy chậm lại và ngừng hẳn. Nàng vội vàng tụt xuống khỏi mình ngựa, tay vẫn cầm dây cương. Nghỉ đi, nghỉ đi, nghỉ đi con, nghỉ đi, Tiểu Giang Phong. Bây giờ không sao nữa, Abby cố trấn an con ngựa đang chạy qua một bên để tránh nàng. Hai lỗ mũi đang ngồm của nó hết to lên để lộ màu đỏ bên trong. Hai hông dày, lông xám phập phồng lên xuống, lớp da đen bên dưới lông trắng ở cổ ướt đẫm. Có tiếng gió ngựa vang lên đằng sau nàng. Abby quay lại và thấy Ben đang cưỡi con ngựa thiến già chạy đến. Ông xuống ngựa, mặt hầm hầm, bước tới bên nàng. Cô tướng cô làm gì đấy, Abigail Lawson? Nhưng mắt ông đã chú mục vào con ngựa cái nhỏ tuổi. Cô muốn phá hỏng con ngựa này sao? Nó còn nhỏ quá làm sao chạy dữ như vậy được? Tôi xin lỗi, Ben. Nàng lo lắng theo dõi, trong khi ông đưa bàn tay đầy kinh nghiệm sờ từ trên xuống dưới bốn chân mạnh dẻ của con ngựa, vừa nói như ru nó bằng tiếng Ba Lan. Khi ông đứng thẳng lên, Abby nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của ông. Con Tiểu Giang Phong không sao chứ? Ông chán nản xì ra mấy tiếng. Hả, bây giờ cô đâm lo, sao trước đây không lo? Tôi rất tiếc, tôi đã không suy nghĩ. Có chứ, cô có suy nghĩ. Cô chỉ suy nghĩ tới cô, luôn luôn. Khi cô nổi nóng và bị chạm tự ái, cô làm cho một ai khác phải khổ vì cô. Đối với cô cái đó không quan trọng, miễn là cô cảm thấy khỏe khoắn hơn là đủ. Cô không xứng đáng được có một con ngựa cái như con này. Cô họng nàng ngăn lại. Có lẽ tôi không xứng đáng thật, nhưng nó là của tôi, nó thuộc về tôi. Nàng ôm choàng cổ con ngựa đang run rẩy, không còn cầm được nước mắt. Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên má nàng. Con Tiểu Giang Phong không sao cả chứ Ben? Giọng ông hơi dịu bớt. Không sao, tôi không thấy gì cả. May là cô không nặng lắm. Xương của con ngựa 2 tuổi chưa hết tăng trưởng, cô biết điều đó. Chỉ cưỡi chúng những đoạn ngắn thôi, không thể cho chúng chạy đua quanh đồng cỏ. Tôi biết. Cô dẫn bộ nó về chuồng, không được cưỡi nó và cô phải chà nó thật kỹ. Ông đang lên lớp nàng như thế, nàng mới lên 14 và không biết gì hơn, không biết chăm sóc ngựa. Nhưng vừa chớm nổi nóng, nàng đã nguội ngay và phải thừa nhận rằng hành động của nàng vừa rồi cho thấy nàng không biết chăm sóc ngựa. Nàng rầu rĩ cầm dây cương và quay ngựa lại dẫn con ngựa cái nhỏ về chuồng. Thế nhưng khi nàng nhìn ra đồng cỏ và thấy các con ngựa mà nàng đã biết từ khi chúng mới đẻ, dòng suối nơi nàng đã chơi đùa khi còn bé và những cây mà nàng đã trèo lên, một cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng nàng. Không lâu nữa, nàng phải từ bỏ các thứ đó. Nàng nhận thức như vậy. Từ bỏ mọi thứ mà nàng đã biết từ thuở nào và coi như là đương nhiên. Để đi đâu và làm gì, chuyện này dường như không thật. Ben hỏi. Tại sao khóc? Nói nghe coi. Chúng tôi phải bán hết. Khi chết, ba tôi mắc nợ quá nhiều người. Không còn tiền để trả nợ. Tất cả phải bán để trả các chủ nợ. Tất cả, kể cả chúng ta. Ông cao mặt. Thiệt vậy sao? Abby gật đầu. Len vừa nói cho chúng tôi hay khi ông đến đây. Chúng tôi khánh tận. Tôi đã biết chúng tôi có những vấn đề, nhưng không khi nào nghĩ rằng tình hình tồi tệ đến vậy. Nàng nhìn Ben, người cùng nàng vượt qua những cơn bão tố trước đây và giúp nàng có thêm nghị lực. Chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng tôi? Cho chú? Tôi không có chú, nhưng coi chú là chú tôi thực sự. Không có chú, tôi sẽ làm sao? Còn nít. Ông hoàng tay ôm nàng, Abby muốn khóc thêm chút nữa, nhưng bây giờ không khóc được. Lần này cả ông cũng không trấn an được nàng. Mọi chuyện sẽ không yên ổn trở lại,
Ông nói, tội nghiệp mẹ cô, thật là đáng sợ cho bà. Mẹ, nàng thậm chí đã không tính đến tác động của những tin ấy đối với mẹ nàng như thế nào. Sự choáng váng của nàng đã quá mạnh. Nàng mơ hồ nhận thức rằng điều này có nghĩa là mẹ nàng chỉ còn có nàng để dựa vào. Nàng không những sẽ phải tự lo cho mình mà còn phải lo cho mẹ. Thật bất công, nhưng có ai nói đời sống là công bằng bao giờ? Riverbend, bầy ngựa, tất cả đều bị đưa ra bán. Tất cả, ngoại trừ Tiểu Giang Phong. Nó là của tôi. Nàng giằng ra khỏi tay Ben và quay sang con ngựa cái nhỏ. Nó sẽ là một con ngựa cái tốt để gây giống một đàn ngựa mới. Đừng nói nữa, Ben. Abby suýt ngập thở vì cuống họng có cục. Giờ này không còn là lúc mơ màng diễn dông. Ngay bây giờ tôi phải lo làm sao tìm được một mái nhà để chúng ta trú ẩn và thức ăn để sống. Và lo cho mẹ tôi. Tôi phải lo lắng vì mẹ tôi nữa. Babs đè các đầu ngón tay lên tĩnh mạch ở thái dương đang đập mạnh, rồi bỏ tay xuống nặng nề đứng dậy. Tự nhiên, bà muốn quên đi tất cả những gì Len đã nói và cố tin rằng tình hình không tồi tệ đến như ông đã mô tả. Nhưng bà không thể. Lần này thì không. Không còn ai để làm cho tình hình sáng sủa lại cho bà. Không còn Dean, không còn Ari, không còn ai ngoài Abby. Nghe tiếng cửa trước mở, Bas quay lại và nhận ra tiếng chân quen thuộc của Abby. Nhưng Abby đi qua phòng khách và bắt đầu bước lên cầu thang. Abby! Bas gọi theo và nghe tiếng chân ngập ngừng bước trở lui. Rồi Abby hiện ra cửa giờ, có vẻ mệt mỏi và sơ xác, mặt mày cao có. Mẹ lo cho con quá, hồi nãy con có vẻ bực tức lắm. Mẹ muốn chắc chắn là con không sao cả. Không sao cả, mẹ ạ. Con không tin được chúng ta phải bán Riverbend. Đây là nhà của chúng ta. Nếu chúng ta bán tất cả ngựa và tất cả đất đai, trừ một miếng nhỏ trên đó có nhà, tại sao còn chưa đủ? Con không nhớ sao, Len đã cắt nghĩa vì khoản tiền cầm nhà rất lớn. Phải có cách nào đó để chúng ta giữ được ngôi nhà của chúng ta. Sao ba con có thể hại mẹ con chúng ta như vậy, hở mẹ? Con không hiểu được. Bộ ông thù ghét chúng ta lắm sao? Babs thở một hơi thật gấp. Suốt bao nhiêu năm bà không hề nghi ngờ rằng Abby cũng cảm thấy không được cha yêu. Sao bà lại biết quá ít về cảm nghĩ của con gái như vậy? Bà muốn an ủi con, nhưng không biết bằng cách nào. Như Len đã nói, mẹ tin rằng nếu ba con còn sống, ông có thể huy động được tiền để trả hết nợ. Theo cách của ông cũng đã quan tâm đến chúng ta. Bà không nói yêu thương. Nếu Dean có bao giờ yêu bà, thì tình yêu ấy đã chết từ lâu. Ông đã ở với bà là vì bổn phận, vì cảm thấy có tội và có lẽ vì thương hại. Babs chưa bao giờ tự hỏi Dean có yêu thương Abby không. Bà chỉ coi như là có. Nếu không, thì bà là người đáng trách. Ông không yêu bà, cho nên có lẽ không thể yêu đứa con gái của bà. Nhưng nhai lại quá khứ phỏng có ích gì. Bas biết rằng bây giờ bà phải nghĩ đến Abby. Còn cái nhà này thì ngày nào đó con cũng sẽ rời bỏ nó, Abby ạ. Khi con gặp một người đàn ông con yêu và muốn ở trọn đời với nhau, con sẽ lấy chồng và dọn đi ở nơi khác, ở một cái nhà riêng của con, như con đã làm với Christopher. Không phải như là con sẽ ở suốt đời tại nhà này, nếu chuyện này không xảy ra. Nhưng mẹ thì vậy, mẹ sẽ ra sao? Mẹ yêu ngôi nhà này, màn cửa, giấy dán tường, các đồ đạc trang trí, tất cả đều do tay mẹ chọn. Ngôi nhà này là của mẹ, làm sao mẹ có thể rời bỏ nó? Thật sự là mẹ không cần. Sau khi ông nội con chết, ở đây mẹ chỉ thấy cô đơn. Mẹ không muốn sống giữa một khung cảnh nó nhắc nhở mẹ điều đó suốt đời. Mẹ không nói thật đấy chứ? Mẹ nói thật đấy, ngôi nhà này đã cũ, nhiều gió lòn, khó sưởi ấm trong mùa đông và không thể làm mát trong mùa hè. Nó luôn luôn ướt tồi tệ, hệ thống ống nước xấu và các cửa sổ thì gỗ giãn nở nên khó mở. Nhưng rồi chúng ta đi ở đâu? Chúng ta sẽ làm gì? Mẹ không biết nữa, mọi việc rồi sẽ tự nó êm xuôi, luôn luôn như vậy. Con muốn tin như vậy. Nhưng Abby không lạc quan như mẹ.
không thể búng tay một cái là có ngay việc làm và chỗ ở. Nàng sẽ phải đi kiếm việc, kiếm nhà và đồng thời duy trì hoạt động của trại, giữ ngựa ở trong tình trạng tốt để bán và sửa soạn cho cuộc bán đấu giá. Mọi thứ phải ở trong tình trạng tối hảo mới mong được giá cao. Nhà hàng chuyên bán bít tết yên tĩnh lạ lùng khi Rachel bước vào. Cô ngừng lại, liếc quanh các bàn trải khăn trắng và các ghế trống trong khu giỏ ăn tối. Có tiếng rì rầm từ phòng đợi kế bên vọng qua. Rachel ngần ngừ nhìn khung cửa đi qua quầy rượu. Cô biết đã đến sớm trong buổi hàng ăn tối nay với Len, nhưng dì không biết sẽ mất bao lâu để tìm ra địa điểm của nhà hàng này. Dì Houston không có luật lệ khoanh vùng, nên cô khám phá ra rằng các nhà hàng và nhiều cơ sở kinh doanh khác cũng vậy, có thể nằm lọt trong một khu nhà ở. Tuy đã không thấy xe hơi của Len đậu bên ngoài, cô cũng muốn nhìn vào phòng đợi để xem ông có ở đó không. Cô đi qua phòng ấy và suýt nữa da và một người đàn ông từ trong đó bước ra. Hai tay anh ta đưa lên nắm hai tay cô giữ lại. Xin lỗi cô, tôi e rằng tôi đi mà không thấy đường. Không, do lỗi của tôi. Bối rối, cô thụt lùi một bước và nhìn nhanh anh ta. Anh ta mặc quần jean đen, áo sơ mi trắng hở cổ và trước đó đội cái nón cao bồi kéo sát xuống trên mái tóc quăn màu nâu nhạt. Trẻ và điển trai, anh ta bước qua một bên để nhường đường. Mắt lướt nhìn cái áo len màu ngọc thạch cô đang mặc. Rachel ngượng nghịu bước qua để vào phòng đợi gần như tối om, tránh nhìn cặp mắt màu nâu đỏ của anh ta đang lóe ra một tia chú ý. Hai người đàn ông đứng bên quầy rượu và một người ở cái bàn phía trong. Không ai là Len cả. Thấy họ nhìn, Rachel không dám chờ ở đó như đã nghĩ, cô rút lui ra ngoài. Người thanh niên đi nón cao bồi bước ra từ cửa thông qua nhà bếp. Rachel lại thấy anh ta để ý đến cô. Khi thấy cô đứng ở cửa vào phòng ăn, đoán rằng anh ta làm việc ở đây, cô lấy can đảm bước tới gần anh. Xin lỗi ông, nhưng tôi ngồi chờ ở một cái bàn kia, được không ạ? Nhà hàng ăn còn 10 phút nữa mới mở cửa. Tôi nghĩ rằng ông chủ sẽ không nói gì nếu bà ngồi ở đấy. Tôi có thể đem cho bà cái gì để uống không? Một chai bia lạnh, một ly rượu vang. Làm ơn cho tôi một ly rượu chát trắng vậy. Ngay tức thì. Anh ta bước qua phòng đợi. Cô nhìn thấy anh ta một lát, tự hỏi phải chăng anh ta là người bán ở quầy rượu vì ăn mặc như vậy. Cô đã không để ý xem có ai bên trong quầy không. Không phải vì cô quan tâm đến việc làm của anh ta để sinh sống. Cái đó không có ý nghĩa gì đối với cô. Cô bước vào phòng ăn và chọn một cái bàn trống cạnh vách. Vừa ngồi xuống thì anh chàng đội nón cao bồi lại hiện ra. Cô liếc vào ly rượu chát trong tay anh ta và cái nút bóp cái ví đầm đeo ở vai để lấy ví tiền ra, cố tình chăm chú vào việc ấy để tránh cặp mắt của anh ta. Bao nhiêu tiền vậy ông? Do nhà hàng đài thọ. Tôi không thể để vậy. Đó là cách làm của ông chủ để xin lỗi đã làm cho khách phải chờ đợi. Ông ấy muốn khách luôn luôn vui lòng. Anh cầm ly rượu đưa mời cô. Không có cách gì cầm ly mà không đụng vào tay anh ta. Cô đưa tay đón ly rượu. Mấy ngón tay của cô phớt qua mấy ngón tay của anh ta. Nhưng ngay cả sự đụng chạm trong chốc lát ấy cũng khiến cô ngượng ngùng và không thoải mái. Ông nói lại giùm ông chủ, tôi cảm ơn. Nhưng thật ra không cần phải vậy. Tôi là người tới sớm trước khi nhà hàng mở cửa. Nàng nhìn vào ly rượu. Tôi nghĩ rằng ông ấy muốn cho chắc chắn là bà ở lại chờ. Anh ta vẫn đứng tại đó, quan sát cô, trong khi cô uống ly rượu và cô muốn cho anh ta đi chỗ khác. Nhân thể, tôi tên là Ross Tibbs. Chào ông Tibbs. Không, trật rồi, bà thấy không? Tôi xưng tên với bà, thì rồi bà xưng tên với tôi. Chúng ta hãy làm lại. Anh ta mỉm cười và má lúm hai đồng tiền trông rất hấp dẫn. Tôi tên là Ross Tibbs. Cô đáp, Rachel Pha. Tôi tự nghĩ bà có cặp mắt xanh và to quá. Ông quá khen, ông Tibbs. Cô càng thấy lúng túng. Ross, tôi dám cá tên lóng của bà là mắt xanh. Không, chỉ là Rachel rất tầm thường. Còn lâu bà mới tầm thường. Tôi có thể làm một bài hát về bà.
Tôi vừa là ca sĩ, vừa soạn nhạc. Tôi biểu diễn ở đây vào các dịp cuối tuần để làm cho bầu không khí ấm cúng hơn và sang trọng hơn. Dĩ nhiên, chỉ đến cuối tháng 7 thôi. Sau đó, ông bầu của tôi sẽ ký hợp đồng với Gillies để tôi thâu băng một bài hát của tôi trên đĩa hát sắp tới của Mickey Gillies. Anh ta nói với một vẻ tự hào, vừa khiêm tốn nên không nghe như là khoe khoang. Bây giờ cô biết anh ta là một diễn viên nên cô hiểu tại sao anh lại có thể nói với cô thoải mái như thế và nói đích xác những gì anh ta nghĩ. Cô thèm muốn có được khiếu ăn nói không dè dặt với người lạ như thế. Đồng thời, cô mong lên đến. Với ông, cô cảm thấy an toàn hơn. Thật là tuyệt vời. Cô mừng cho anh, mặc dù giọng nói của cô thiếu thành thật. Tôi chỉ bắt đầu hát vào khoảng 8 giờ, nhưng luôn luôn đến sớm đang qua loa và có thì giờ cho thức ăn tiêu bớt trước khi biểu diễn. Sao bà không ăn chung với tôi? Tôi thích có bạn, và bà cũng không cần phải ăn một mình. Bữa ăn sẽ lâu đấy. Cảm ơn, nhưng tôi đang chờ một người, ông ấy sắp tới bất cứ lúc nào. Rostis buồn rầu mỉm cười. Đúng là tôi xui xẻo, người đẹp thì luôn luôn có người khác. Ông tử tế quá, cô ước chi anh ta đừng nói những câu như vậy. Tôi không phải là tử tế, mà là ganh tị thì đúng hơn. Anh ta lại nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ làm cô bối rối thêm. Và xin bà nghe đây, nếu anh chàng ấy ngu xuẩn đến nỗi không tới, thì lời mời của tôi vẫn còn giá trị đấy nhé, ok? Ông ấy sẽ tới. Rachel xác nhận bằng giọng đầy tin tưởng, nhưng thật ra hơi hoang mang. Luôn luôn có khả năng lên vào phút chót không đi được. Ông ta bận như thế. Có thể có cả trăm chuyện xảy ra còn quan trọng hơn là đi ăn tối với cô. Việc đó đã xảy ra hàng bao nhiêu lần cho nạn với Dean. Ông ta thường xuyên dự định gặp cô để đến phút chót phải bỏ. Phải chi cô đã đừng sắp xếp để gặp Len ở một nhà hàng công cộng như ở đây. Nếu ông gọi đến và thất lại thì cô sẽ bối rối. Giờ đến lúc cô lo lắng ông không tới thì Rachel thấy Len đi vào nhà hàng. Ông ấy đến kìa, cô nói với Ross Tips trong khi Len đến bên bàn của cô. Chào cô. Cô quan sát ánh mắt của ông lóe lên một tia đặc biệt, làm cô cảm thấy mình là người quan trọng nhất trên trần gian với ông. Một tia mắt chỉ dành cho mỗi mình cô, làm cô tin tưởng và an tâm. Cô có thể nói hay làm cái gì, ông vẫn cứ như vậy. Tôi đã ngại ông không tới được. Không có gì làm tôi lỗi hẹn với cô được. Ông hôn phớt lên má cô, mùi nước hoa hảo hạng và đắt tiền của ông tỏa ra làm cô ngây ngất. Nếu cần, tôi có thể dời non lấp biển để đến đây. Và tôi dám cá ông làm được. Cô cười tự hào vì ông xem trọng việc ở bên cô đến vậy. Dù sao, ông là Len Canfield. Tôi mong rằng cũng không làm cô chờ lâu. Không, tôi đến sớm. Cô nói, và không muốn để Len nghĩ rằng có chuyện gì muốn giấu. Cô nói tiếp. Len, tôi xin giới thiệu với ông Ross Tips. Anh ấy là ca sĩ ở nhà hàng này. Anh ấy có lòng tử tế ngồi với tôi cho có bạn trong khi chờ ông đến. Ông Tips, đây là Len Canfield. Len chìa tay ra. Ông Tips, tôi chịu ơn ông. Ross bắt tay ông và nhìn sững ông. Len Canfield, ông là Len Canfield đó ư? Đúng vậy. Len thừa nhận, không khiêm nhường, cũng không kiêu hãnh, giọng nói vẫn bình thường. Ross suýt kêu lên một tiếng nho nhỏ và lắc đầu qua lại, có vẻ bị choáng ngợp. Danh dự cho tôi được gặp ông, thưa ông. Mọi người ở Texas đều biết ông là nhân vật như thế nào. Tôi nghĩ rằng không phải mọi người. Len lễ độ mỉm cười rồi nhìn Rachel. Tôi thấy cô đã có một ly, tôi cũng muốn uống một ly gì. Rachel để ý thấy vẻ tò mò và thắc mắc hiện ra trên mặt Ross Tips, như là anh ta cố đoán xem liên hệ giữa cô và Len như thế nào. Lần đầu tiên, cô ý thức sự cách biệt tuổi tác giữa hai người, một phụ nữ trẻ và một người đàn ông già hơn. Cô bực bội vì người khác có thể tưởng là một cuộc tình bẩn thỉu và rẻ tiền, trong khi hoàn toàn không phải vậy. Chương 16. Len Canfield là một người đàn ông tuyệt vời và có ý nghĩa rất lớn đối với cô. Tuổi tác của ông không thành vấn đề. Tại sao người đời hay phê phán người khác và một cuộc tình đặc biệt đẹp có thể bị bôi nhọ? Cô tự hỏi lòng, trong khi Ross Tips rút lui khỏi bàn và trở vào phòng đợi.
Cả cuộc đời cô bị họ đối xử như vậy, thật là bất công. Le nói, anh ta là một thanh niên đẹp trai, có lẽ cô nên ăn tối với anh ta thay vì với tôi. Xin ông đừng nói thế. Câu nói đã chạm đến tự ái của cô và nước mắt trào lên ngay. Rachel! Ông kêu lên có vẻ ngạc nhiên và hoang mang, trong khi ông giới bàn tay qua áp lên bàn tay cô để nằm trên mặt bàn. Tôi chỉ nói đùa thế thôi. Không phải. Thật ra không phải thế. Ông ngượng nghịu gì đi với tôi trước mặt công chúng. Tôi chắc rằng ông sợ người ta nghĩ rằng ông đang hành động điên rồ. Người ta nghĩ gì tôi chả cần đếm xỉa tới. Xưa nay tôi vẫn như thế, Rachel ạ. Nếu không, tôi đã không bao giờ xây dựng nên những công ty do tôi làm chủ. Chỉ có một người mà ý kiến quan trọng đối với tôi, đó là cô. Tôi biết cô xứng đáng được có một người yêu trẻ trung và cô còn có cuộc đời trước mặt. Không như tôi, đã gần hết đời. Quả thật, tôi đã nói đùa để xác nhận tôi rất may mắn có cô bên tôi và... Đó cũng là cách tôi muốn nói rằng tôi sẽ thông cảm nếu có bao giờ cô quyết định chọn anh ta hay ai đó giống anh ta thay vì chọn tôi. Tôi sẽ không làm vậy. Tôi tin chắc như vậy. Cô thấy ông mỉm cười với cô gần như với vẻ cả cả. Bộ ông buồn cười lắm sao? Không phải. Tôi chỉ nhớ lại hồi tôi ở tuổi cô. Tôi cũng chắc chắn về nhiều việc lắm. Bây giờ lớn tuổi hơn, tôi biết nhiều hơn. Cô không thể chắc chắn về bất cứ điều gì, nhất là về cái gì sẽ đến trong tương lai. Tôi biết đó là sự thật, nhưng tôi mong rằng ông không nói ra. Thôi, đủ rồi, Rachel. Ta hãy tận hưởng hiện tại. Quá khứ hay tương lai không đáng kể thực sự. Ta hãy tận hưởng tối nay và chỉ lo về ngày mai khi nó đến. Nếu nó đến... Len bỏ bàn tay cô ra khi một cô bồi bàn đi đến. Ông kêu một ly rượu, trong khi Rachel tự hỏi làm thế nào giải thích cho ông hiểu, ông đã trám vào một lỗ hổng trong đời sống của ông. Nếu nó đến, vậy thì cô cho tôi hay có chuyện gì mới và đáng phấn khởi trong ngày hôm nay không? Có, hay ít nhất, theo ý tôi, đáng phấn khởi. Sáng nay, Simon và Alma đang trên đường tới đây từ California. Tôi đã thu xếp gỡ chúng ở một trại ngựa của tư nhân để chờ cho đến khi tôi có chuồng ngựa riêng. Có chúng ở đây sẽ vui lắm đấy. Xa chúng, tôi nhớ chúng. Hôm nào chúng đến đây? 3-4 ngày nữa. Người lái xe chạy từng đoạn ngắn để chuyến đi rất xa không làm chúng mệt. Cô đã nhắc đến chúng nhiều quá nên tôi cũng nóng lòng muốn thấy chúng. Tôi muốn ông thấy chúng, nhưng tôi biết ông bận đến chừng nào và sống với công việc thì thật ra không quan trọng lắm. Cô sợ ông nói vậy chỉ để làm vui lòng cô. Len chồm tới, duỗi cánh tay trên mặt bàn, chìa bàn tay ra cho cô. Quan trọng đối với cô, tức là quan trọng đối với tôi. Rachel chùi bàn tay cô và lòng bàn tay ông. Ông nắm tay lại. Bàn tay ông ấm áp và làm cô an tâm. Cô bộ bàn trở lại với ly rượu, nhưng lần này Len không buông tay cô ra. Khi cô ta đặt ly rượu trước mặt ông lơ đễnh nói cảm ơn và hất hàm cho cô ta lui ra. Như tôi đã nói trước khi bị cắt ngang, tôi để ý đến tất cả những gì có liên hệ tới cô, Rachel. Tôi biết ông nói thế. Đó là sự thật. Ông cảm thấy sự do dự của cô. Chính ông cũng đã gặp khó khăn với bản thân mình. Lúc ban đầu là do ý thức trách nhiệm và tính thương người, nhưng thật ra phức tạp hơn thế nhiều. Có nhiều người đàn bà khác muốn ông, nhưng Rachel thực sự cần có ông. Kiến thức của ông, sự hướng dẫn của ông và lòng thương mến của ông. Con ngài từ từ chui ra khỏi cán của nó và Len biết ông đã có trách nhiệm làm cho cô biến đổi. Quan sát quá trình ấy, ông cảm thấy bản thân đổi mới, mạnh mẽ và đầy sức sống trở lại, không còn vẻ ngoài mệt đừ như cũ. Trong tất cả những người phụ nữ ông đã quen, cô là người phụ nữ đầu tiên làm ông rung động, cả về cảm xúc và tình dục. Tôi phải lặp lại bao nhiêu lần với cô để cô tin. Hơi ấm truyền qua từ bàn tay ông, tràn đầy trong mình cô, cho đến khi cô tưởng chừng cả thân mình dở tung ra vì sung sướng. Không phải là một cảm tưởng điên cuồng, đó là một cảm tưởng mãn nguyện, như khi ngồi trước lò sưởi đang cháy trong một đêm rét mướt, ngồi gần đủ để cảm thấy ấm rang lên trong người, nhưng không gần quá để bị bỏng. Rachel chọc. Có lẽ 1000 lần.
Đôi chân mày ông nhướng lên, hai khóe mắt lộ vẻ vui. Tôi thấy dường như cô đang tán tỉnh tôi. Nàng bẽn lẽn cười to. Có lẽ đúng vậy. Đừng dừng lại, tôi thích cái đó. Bây giờ thì là ông tán tỉnh tôi. Tôi biết, tôi cũng thích làm vậy. Ông cầm ly lên. Chúng ta nên nâng cốc chúc mừng đã tán tỉnh lẫn nhau. Nâng ly rượu chát lên, cô cùng ly với ông, rồi nhấp một ngụm rượu Chablis nguyên chất. Mắt cô không rời mắt ông bên trên ly rượu. Khoảnh khắc này có một cái gì ấm cúng và thân mật làm cô an tâm. Ước gì chỉ có chúng ta. Nàng muốn được ôm hôn và được yêu. Len hít vào một hơi mạnh và có vẻ khó thở ra trong khi ánh mắt sẫm lại. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đổi đề tài. Ông nói và với vẻ bất đắc dĩ buông bàn tay cô ra và ngồi giữa lui và lưng ghế để tăng thêm khoảng cách của mặt bàn giữa hai người. Hôm nay cô đã làm gì nào? Cô bị cám dỗ muốn thử đến tận nơi khả năng làm ông rung động, nhưng là sợ là sẽ thấy được khả năng ấy không lớn lắm. Hôm nay tôi đã dành phần lớn thời giờ để đi xa đến xem các sở đất người ta muốn bán do người buôn bán nhà đất ông giới thiệu dẫn tôi đi xem. Bà ta đã dẫn tôi đi xem có lẽ đến 10 chỗ, nhưng rủi thay, không chỗ nào hợp ý tôi cả. Cô muốn tìm một chỗ như thế nào? Một chỗ như Riverbend, nhưng Rachel không dám thú nhận. Từ buổi chiều cô đến thăm, quang cảnh nơi đó luôn luôn ám ảnh cô. Những chỗ đã xem sau đó không nơi nào so sánh được với nó. Tôi muốn tìm một chỗ có chừng 100 mẫu anh đất với một số nhà có sẵn trên ấy. Cách Houston không xa hơn một giờ đi xe. Nghe thì dễ, nhưng chỗ nào tôi đã xem cũng có một khuyết điểm. Hoặc là giá quá cao, hoặc là ở xa quá, hay rừng cây dày quá, và chi phí phát quang và biến thành đồng cỏ sẽ lên quá cao. Tôi cũng chẳng biết nữa. Cô thở dài và cảm giác bất an và bất xứng ồ ạt trở lại. Có lẽ toàn bộ ý kiến ấy không thể thực hiện được. Dù sao, tôi là ai? Một người phụ nữ 27 tuổi có 2 triệu đô la trong túi, nhưng không có kinh nghiệm thực hành về gây giống ngựa. Không phải tôi mua đất và ngựa, mà còn cần phải thuê một người quản lý giỏi, những người dạy ngựa và cả các mã phu. Tôi đang mơ nghĩ, không biết có làm nổi không? Đã gọi là mơ, thì không thực tế, nó phải vậy. Nhưng nó vẫn trở thành hiện thực. Cứ tiếp tục mơ đi, Rachel. Cô có thể làm cho nó thật nếu cô cố thử. Nhưng chỉ khi cô cố thử mới có. Có thật ông tin rằng tôi có thể làm được? Chưa hề có ai, kể cả Dean, đã khuyến khích cô hết mình như thế. Cô nhìn hết mái tóc rậm và bạc trắng đến gương mặt cương nghị của ông và cuối cùng nhận biết cái nét đã thu hút cô nhiều như vậy. Đó là nét mặt của những chim đại bàng, một đức tính mà người ta tìm kiếm ở một con ngựa đực giống, một phối hợp hiếm có giữa tính cao quý, kiêu hãnh và nghị lực. Và Len có nét đó. Phải. Từ đáy lòng, tôi cũng nghĩ rằng tôi có thể làm được. Tôi biết phải mất thời giờ để lập ra một chương trình gây giống và chứng tỏ nó thực hiện có kết quả. Phần lớn của nó sẽ là mò mẫm và thất bại. Dean đã dạy tôi điểm đó. Những điều tôi đã học được ở ba tôi sẽ rất có ích. Ông xem, ba tôi chỉ có 100 mẫu anh đất mà đã thành công như thế nào. Không có lý do gì tôi không làm được như ông. Rachel thấy Len thoáng cau mặt, không mỉm cười chú ý và khích lệ như vừa cách đó một giây. Chuyện gì thế? Ông không đồng ý sao? Có. Nụ cười trở lại, thế nhưng Len hơi có vẻ xa cách. Nhưng cô không an tâm. Cô đã nói cái gì sai? Nếu không tại sao ông đã cau mặt? Cô cố nhớ lại chính xác cô đang nói gì thì Len có phản ứng như thế. Cô nói về Dean và Riverbend. Hôm nay Len vừa ở đó. Riverbend, có phải vậy không? Cô đã vô tình nhắc ông nhớ một chuyện gì đã xảy ra ở đó? Hay là nhắc ông nhớ đến Abby? Cô chợt thấy nổi lên lòng hờn giận, nhưng cố nén nó xuống. Cô đã phải chấp nhận điều đó suốt cả đời cô. Tại sao bây giờ lại khác? Cô không để lộ sự gia chạm tự ái trong suốt bữa ăn. Giấu nó cũng như xưa kia từng giấu Dean. Khi ra về với Len, cô thoáng nhìn thấy Ross Tips ở trong phòng đợi. Vừa hát vừa đàn guitar hòa theo. Cô nhớ lại đã khao khát thế nào chờ được ăn tối với Len, và bây giờ thì lại trông mong buổi tối chóng qua.
lên theo cô về khách sạn của cô ở Cô Gallery. Khi ông đề nghị uống cà phê ở trong căn hộ của cô thuê, Rachel định diện cớ mệt nhưng không dám từ chối, vì nghĩ lại, ông đã tử tế với cô biết chừng nào. Len đứng ở cửa sổ phòng khách sang trọng, nhìn ra quang cảnh Houston ban đêm đầy ánh đèn sáng trưng. Thì bồi mang cà phê lên. Rachel rót ra hai tách và bưng đến cho Len một tách. Như thường lệ, cuộc nói chuyện với họ có đề tài chính là các dự định của cô lập trại nuôi ngựa Á Rập. Cô có bao giờ nghĩ đến việc cho một người hùng với cô? Ông muốn nói gì? Tôi muốn nói, tại sao cô và tôi không hùng với nhau trong cái trại nuôi ngựa của cô? Sao? Tại sao muốn dính líu vào đấy? Nếu chỉ để giúp cô thì cô biết không thể được. Ai cũng biết các hoạt động gây ngựa giống được miễn thuế nếu biết cách. Ở địa vị của tôi có thể dùng các số tiền được miễn đóng ấy, cho nên cô thấy không, tôi có lợi để dính vào đó. Chúng ta sẽ hợp doanh với nhau, cô điều khiển hoạt động, còn tôi góp một phần vốn. Ông nói thật chứ? Rất thật. Ông có chắc rằng việc này là điều ông muốn làm không? Tôi chỉ chắc nếu cô muốn tôi hùng vốn. Tôi không muốn ai khác ngoài ông. Tôi rất mừng, tôi muốn cô được sung sướng. Hồi đầu hôm, tôi có cảm tưởng ông đang có điều gì bận tâm, có phải là việc này không? Cô đã tưởng là Abby, nhưng bây giờ... Tôi đã nghĩ nhiều về việc ấy gần đây. Nhưng Rachel đã để ý thấy chỗ ngập ngừng của ông. Cả đời cô hay để ý đến những chuyện như vậy. Cách nói để câu nói không phải là sự thật mà cũng không phải là nói dối. Tôi đã tưởng tôi nói ra điều gì đó không trúng hay là có những khó khăn ở Riverbend. Quan sát ông thật kỹ, cô thấy ông hơi biến sắc. Lý do gì làm cô nghĩ vậy? Cô không để bị nụ cười của ông phỉnh gạt. Vậy là Riverbend, có chuyện gì xảy ra ở đó hôm nay mà ông giấu tôi? Chuyện gì thế? Phải, có chuyện khó khăn ở đó, nhưng tôi chưa muốn nói với cô bây giờ. Dù sao, chúng ta còn phải dự định và quyết định nhiều điểm quan trọng, thí dụ như đặt tên cho trại ấy là gì? Gió Nam. Theo truyền thuyết, nhà tiên tri Mahomet bảo rằng Allah triệu gió Nam đến và thiên thần Gabriel bốc một nắm gió. Từ nắm gió ấy, Chúa đã tạo ra con ngựa Á Rập. Cô không thể nồng nhiệt như thường lệ khi nói về đề tài này. Tôi thích cái tên ấy. Không được, Len à, nếu ông không cho tôi biết chuyện gì xảy ra, tôi cứ nghĩ đến hoài, họ đã nói gì về tôi chăng? Không, Rachel, hoàn toàn không phải thế. Tôi không muốn nói với cô, vì lúc này là một lúc trọng đại đối với cô. Tôi muốn để cô hoàn toàn thưởng thức nó. Tôi cũng muốn vậy, nhưng tôi cần phải biết. Được rồi, hình như ba cô thiếu nợ rất nhiều khi ông ta chết. Ông chưa trả nhiều món nợ đã đáo hạn. Mọi thứ đều cầm cố nặng nề, phải bán hết để trả nợ. Nhưng làm sao như thế được? Không thể được, ba tôi không thể hết tiền. Với bao nhiêu tiền ông đã để lại cho tôi? Số tiền đó bị kẹt trong quỹ ủy thác đứng tên cô, ông không thể đụng vào đó. Abby, mẹ cô ta, họ thế nào? Tôi tin rằng sau khi bán hết các tài sản và thanh toán các nợ nần, sẽ còn dư tiền đủ cho họ mua một cái nhà khác và sống một thời gian. Riverbend đang bị đem đi bán. Dean đã yêu căn nhà ấy. Nó đã ở trong tay dòng họ của ông từ mấy thế hệ. Thật là sai trái nếu nó lọt vào tay một người khác dòng họ Lawson. Vừa nói ra câu nói ấy, cô sực nảy ra một ý nghĩ. Tôi là người của dòng họ Lawson, do huyết thống, Len, chúng ta hay mua nó. Cái gì? Ông không thấy sao? Thật là tuyệt hảo. Không những chúng ta có thể giữ nó khỏi lọt vào tay một người lạ. Họ không thể nào yêu thích nó và chăm nom nó như Dean đã làm. Mà chúng ta còn có tất cả các tiện nghi sẵn sàng để sử dụng, khỏi tốn tiền cất nhà mới. Thêm nữa, Riverbend đã là một cái tên được công nhận trong nghề nuôi ngựa giống Á Rập. Khỏi mất thì giờ tạo ra danh tiếng của riêng chúng ta. Thật là hiển nhiên, và tôi lấy làm lạ rằng ông đã không nghĩ đến. Hiển nhiên, có lẽ, nhưng có khôn ngoan chăng? Đó là điều chúng ta nên nghĩ tới. Còn gì phải nghĩ tới nữa? Cái đó là hợp lý, hợp tình và có cơ sở đúng. Ngay cả tôi cũng thấy được. Rồi cô đoán lý do ông ta do dự và trở nên cứng rắn. Ông lo ngại phản ứng của họ khi tôi đứng ra mua Riverbend, phải vậy không? Len đặt tách cà phê xuống và dịu dàng ôm hai vai cô.
Tôi chỉ nói rằng chúng ta phải nghĩ cho kỹ. Riverbend là nhà của Dean. Lẽ tự nhiên cô có cảm tình đặc biệt với nó và tôi rất yêu cô vì đã muốn giữ nó trong gia đình. Nhưng tôi không muốn cô lấy một quyết định bốc đồng rồi sau này sẽ có thể hối tiếc. Hiện giờ, phản ứng của cô bị cảm tình ảnh hưởng, không bắt buộc cô phải quyết định ngay tối nay. Còn cả mấy tuần lễ Riverbend mới đem ra bán. Còn thì giờ chán và tôi muốn cô hãy thong thả. Cô bằng lòng chứ? Có, nhưng tôi biết tôi sẽ không đổi ý. Tôi không quan tâm đến ý nghĩ của họ như thế nào. Có lẽ nói thế nghe có vẻ nhẫn tâm, nhưng dù sao Riverbend cũng sắp bị đem bán. Họ sắp mất nó. Vậy thì có sự khác biệt gì đối với họ nếu ai mua nó? Ít nhất nếu người mua là tôi. Nó vẫn còn trong gia đình, họ nên biết ơn là đằng khác. Có lẽ, nhưng hãy để qua vài ngày và bàn lại sau. Được rồi. Chuyện tôi nói cách đây mấy phút là thiệt tình đấy. Tôi biết và tôi sẽ suy nghĩ. Tôi không phải nói về cái đó. Vậy thì cái gì? Tôi nói thiệt khi bảo rằng tôi yêu cô đấy. Ông nói bằng một giọng thật dịu dàng, thật âu yếm, làm cô không hiểu hết ý nghĩa trong một phút. Và khi hiểu, cô sửng sốt. Len! Cô thì thầm và quay lại sờ lên mặt ông, lạ lùng vì một người như ông có thể yêu cô. Ông hôn cô thật nồng nàn và thật lâu, trong khi cô quàng hai tay quanh mình ông và luồn mấy ngón tay và mái tóc rậm của ông. Ông mà yêu cô, thật là chuyện lạ, cô không dám tin. Len, ông có chắc chắn không? Em là người anh yêu. Ông nói và vuốt tóc cô ra sau, hôn lên trán, lên má cô từng cái hôn nhẹ. Nhưng tôi là đứa con không... Ông dán môi lên miệng cô không cho cô nói nữa. Ông thì thầm, em là con của tình yêu. Cô muốn ngạt thở, nhích ra xa và nhìn sững vào mặt ông. Xưa kia mẹ em hay bảo thế. Mẹ em nói đúng, em sinh ra do tình yêu và dành cho tình yêu, và anh sẽ chứng tỏ cho em thấy. Ông chứng tỏ bằng hai môi và hai tay ông, vuốt da cô và khơi dậy sự thèm muốn trong người cô, mà cô không hề hay biết là mình có thể cảm thấy. Khi bàn tay Len xoa vuốt cô, cử chỉ của ông như là tôn thờ, làm Rachel cảm thấy đê mê. Em cũng yêu anh, Len à. Cô ớn lạnh khi ông cắn nhẹ vào cổ và tai cô. Thật không? Ông nhích ra và nhìn ngay mặt cô. Anh muốn tin như vậy, nhưng anh già hơn em, già hơn nhiều. Em có chắc rằng em không coi anh như một người đáng bậc cha chú chứ? Tại sao anh cứ nói như vậy? Cô phản kháng, vừa chạm tự ái, vừa tức giận vì ông nghi ngờ cô. Em trông lên anh, đúng vậy. Nhưng có cái gì sai trái khi một người đàn bà trông lên người đàn ông mình yêu? Không, nếu vậy thì không có gì sai trái. Tại sao anh muốn gieo ngờ vực trong đầu em? Cô ghét cách ông làm cô thắc mắc về tình cảm của cô. Đối với cô, cảm thấy là đủ, không cần phải đem các cảm xúc ra mà phân tích. Em đã yêu bao giờ chưa? Chưa. Hai lần cô suýt yêu, nhưng tình yêu đã luôn luôn vượt khỏi tầm tay của cô, luôn luôn. Vậy thì làm sao em biết chắc là em yêu? Anh sẽ đi xa trong vài ngày. Khi anh trở về, chúng ta xem lúc đó em có cảm tưởng như thế nào. Nếu là tình yêu, thì xem kỹ cũng không hại gì, hay không làm nó thay đổi. Ông đổi kiểu, quàng vai cô và mang cô đi khỏi cửa sổ. Em hãy đưa anh ra cửa trước khi anh lợi dụng một phút em yếu lòng. Rachel hầu như mong muốn ông làm vậy. Khi ông hôn cô từ giã, cô không tìm lại được cái thú đụng chạm vào ông như trước đó. Ông đã để lại cho cô nhiều thứ để suy nghĩ. Tình cảm của cô đối với ông và Riverbend. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 12 Chị Em Thù Hận. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.